rồi thế giới cây nho xin chào các anh chị cô chú nha đó thì hôm nay là em quay cái vườn nho ngón tay vườn nho mà em hay quay những cái clip mà thu quả rồi đó đó nhưng ngón tay đó thì hôm nay cắt cành lại thì hôm bữa có cắt cành nhưng mà em không có quay clip cắt cành đâu vì uh, cái việc mà cắt cành thì em đã nói rất là nhiều rồi đó thì các anh chị có có có, có mình có muốn mà uh, xem lại cái cách cắt cành cho cây nho ra trái á thì cô chú anh chị xem lại những clip trước nha thì clip hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho mọi người mà sau khi cắt cành thì nó gặp nhiều cái hưởng tượng ở trên cây nho mà các anh chị hay thắc mắc đó thì khi mà các anh chị cắt cành thì cái đầu cành đó mọi người đây đây mọi người nè cái đầu cành nè để em lấy nét cho mọi người xem nha Đó đầu cành này nó có nước nè mọi người Nè Nó có nước nha mọi người Khi mà cắt á Là nó có nước Thì mọi người rất là sợ ha Rất là sợ Kêu là cây nho nó bị có vấn đề gì nó có chết hay không Thì à, mọi người yên tâm nha Thì khi cắt cạnh này cây vì sao nó lại có hiện tượng mà Có những cái giọt nước đầu cành ở điểm cắt Tại vì à, Khi mà cây nho nó hút, nó hút dinh dưỡng này nó hút dinh dưỡng từ cái gốc rễ bộ rễ hơn lên các nhánh của thân cây thì lúc mà cái vậy mà có ngọn á có ngọn có lá á, thì cái lượng nước nó sẽ đi qua ngọn qua lá hết rồi đó thì mình sẽ đâu không có thấy khi mà cái anh chị cắt cành á thì nó đâu vặt hết lá thì đâu còn có lá nữa đâu thì chắc chắn cái nguồn nước nó cứ chạy 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 nè cái nguồn nước nó cứ chạy tới cái điểm này thì nó bị đứt đoạn thì chắc chắn cái lượng nước nó sẽ dồn về, nó dồn về và nó 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 nhú cái cái, cái lượng nước ra, các anh chị thấy chứng tỏ là cây nho của các anh chị rất là khỏe đẹp luôn nha, nên mọi người yên tâm, tại vì cái bộ rễ của cây nho nó mạnh và nó hút nước tốt, thì nó mới xuất hiện cái hiện tượng mà ra nước thế này. thì uh, em uh, em uh, em em thấy ngẫu nhiên thì nhiều cái cái cái, cái, cái cây nho mà em cắt là như thế thì nó xảy cái hiện tượng mà nước á thì nó 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 ra dễ ra ho lắm mọi người rất là ra hô hoặc là ra cành nhánh rất là mập thì vì cái bộ rễ nó mạnh đó mọi người đó nên mọi người yên tâm nha về cái việc mà cành nó ra cái giọt nước này đó đây là cái thứ nhất ha, cho mọi người thấy đó thì à, nè, mọi người thấy rõ hơn này đây đó mọi người ha đây là thấy không mọi người cái giọt nước của nó này đây là cái 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 lượng nước của cái bộ rễ nó đưa lên cành mà không có cái gì mà hút, không có cành lá ngọn hút thì nó sẽ đưa đầu cành nó lội bỏ ra lại ha. Chứ không có gì hết. Nên mọi người yên tâm nha. Đó, đây là nhỏ ngón tay. Còn cái vấn đề mà các anh chị cắt cành uh, nhân ngón tay mà có người thì ra trái xôm xê có người lại không ra trái. Đó, thì nó quan trọng nhất là cái 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 thời điểm cắt cành và cái uh, cái điểm cắt cành trên cái cành cho đúng ha thì cái điểm cắt cành này thì à, em chọn những cái cành mà nó có cái mầm ngủ to nè cái 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 cành nó tròn đó mọi người nè cái cành nó phải tròn nha cái anh chị mà không biết là sự cắt những cái cành mà gần trong quá nó dịp 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 ha nó phải tròn hình trụ ha chứ đừng có 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 hình dẹp dẹp quá là chứng tỏ cái cành nó không có có mạch nó không có sung đó thì cái anh chị cắt thì thì cắt thì cái anh chị cắt tùy theo cành mình đừng có phụ thuộc vào cái chiều dài phải cắt nửa mét hay là bao nhiêu mình thấy cái cành đoạn đó nó ví dụ nó một mét đi mà nó có một cái đoạn mà nó mập mà cái mầm ngủ nó nhú to như thế này ha mầm ngủ đó thì mình cắt ha đó chứ không có phụ thuộc vào chiều dài của cành nha mọi người phụ thuộc vào cái độ dài và cái phụ thuộc vào 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 cái độ già và cái cái cái, 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 cái 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 hình thái mạch của cái cành thì mình mới cắt cành được đó và uh, cái thời tiết thì các anh chị nên cắt vào những cái thời mà thời tiết mà hơi mát hơn uh, hơi nắng nắng mát có gió thì cái tỷ lệ ra ho cao hơn đó, cây nho thì nó lại vậy trời nắng quá cũng không tốt và mưa quá cũng không tốt đó và cái tiếp theo khi mà các anh chị cắt đây nè nhiều anh chị hỏi em là sau khi cắt cành rồi khi bao giờ mới bốn phân đó thì ở đây ở đây thì cái đối với cây nho thì khi nào mà bốn phân thì khi anh chị cái cái anh chị cắt cành rồi á thì đợi khi nào nó ra mầm ha nó ra mầm cũng cỡ một gan tay này thì sau đó mình mới bốn lân lân thì có lân hữu cơ đó lân lân trên màn hình đó mọi người đó em sử, sử dụng một loại phân này thôi thì vì em thấy rất hiệu quả nên cái anh chị nào mà cảm thấy nó ok thì sử dụng theo em nha đó còn trên thị trường là nhiều loại phân lắm đó thì em sử dụng phân này em thấy rất hiệu quả đó tại vì cái giai đoạn này cần bổ sung để cho cái bộ rễ nó tạo để nó đưa cái ngọn mới ra mọi người đó đó đây là vụ nhân ngón tây đó vườn nho là khi mà cắt cành là chúng ta vặt hết lá luôn nên mọi người thấy nè nó mọi người thấy nè nó rất là nắng luôn mọi người đó nên mọi người đừng có lo sợ gì nha cắt cành là mình vặt hết lá sau đó cành mới xì ra và nó phủ đầy vàng lại thôi nó đẹp lại à đó cây nho rất là chịu đựng rất là giỏi luôn Nên mọi người yên tâm lá này nè thấy chưa chúng ta vặt luôn nè nước này thấy chưa mọi người đó hiện tượng nước đó trên cây nho sau khi cắt cành rồi và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip tiếp theo nha thì khi cái vườn nho ngón tay này nó ra ho ra ngọn mới thì em sẽ quay cho các anh chị xem à, ở vào giai đoạn à, ra ho ra mầm mới của cây nho ngón tay thì cần à, sử dụng phân gì à, thuốc gì để bảo vệ ha và kỹ thuật nào ha để cho nó đậu trái thì các anh chị cùng xem clip tiếp theo nha đó thì à, à, quay cho mọi người xem ha mùa dịch à, mọi người à xem cho nó đỡ buồn ha mọi người đó rồi mọi người có cái thắc mắc về cái gì mà về cây nho thì cứ liên hệ ha zalo facebook à, để trên màn hình đó thì à, mọi người cứ xem và học hỏi kinh nghiệm ha cứ mọi người không rõ cái gì cứ chia sẻ rồi cứ kết bạn zalo với em hoặc facebook ha. đó rồi khi mà à, các anh chị các bạn mà thấy hơi lâu thì À, mọi người có thể gọi hoặc là có thể à, nhắn tin cho em biết nha vì à, số lượng nhiều anh chị hỏi rất là nhiều nhiều khi trả lời chậm với các anh chị á các anh chị bực mình có nhiều anh chị chửi em luôn đó nên à, cũng rất là khó đó là mọi người thông cảm vì số lượng à, nhiều anh chị rất là hỏi nên à, em trả lời không có kịp đó à, nên mọi người à, thông cảm nha rồi từ từ em sẽ trả lời hết cho các anh chị nha